cái thịt heo tươi nhìn nó ngon ha. Cái thịt heo tươi nhìn nó ngon ha. Dạ. Dạ cảm ơn cô chú anh chị nha. Nay trở lại với kênh. Rồi cho mình xin một like nha, một chia sẻ luôn. Nay mình đang có mặt ở chợ Lê Thiêu. Mình đang ở những cái quầy gian hàng thịt heo tươi. Đó. Dạ thịt heo tươi nè, cái này là đùi, cái này là đùi hả chị? Ba rọi. À đùi là cái đó. Đùi là đây nè. Đó. Giò. Xương. Dạ. Dạ cốt lết nè. Đó. Cực kỳ ngon. Giá cả đồ nó có lên không chị? Nói chung là ổn. À giá bình ổn. Dạ. À chị. À chị cho biết giá luôn xương sườn đồ. Sườn 160. Sườn 160. Ba rọi 101. Đùi 85. Xương 85. Cốt lết 90. Đây cốt lết. Dạ nọng 70. Mỡ 65. Dạ. Rất ngon. Dạ. Đồ ngon là tiền nào của đó. Dạ. Đây. Dạ đây là chợ Lê Thiêu nha cô chú anh chị. À nhưng mà ế quá, người ta cũng nghỉ hết trơn nè, sạp nghỉ hết, còn có mấy sạp. Mấy chục sạp á. Dạ. Mấy chục quá chị ha. Nhiều quá, nãy mấy chục quá nãy. Mấy chục á, ba mấy là mấy nha. 40 sạp. 40 sạp. Nghỉ hết rồi. Dạ nghỉ gần 30 á. Dạ còn cỡ 10 sạp, hơn 10 sạp, cỡ 10 sạp. Dạ. Đây là anh. Dạ. Này là chuyên về cạo lông heo. Dạ. Chuyên gia. Dạ. Này anh cạo được mấy năm rồi? Mười mấy năm rồi chứ hả? Hai mấy năm. 20 mấy năm rồi đó hả? Ồ. Dạ. Dạ bán là mấy chục. Dạ. Theo mẹ từ trong bụng mẹ là. Dạ. Nay 55 tuổi rồi. Bà già bán, bà già chồng bán. Dạ. Rồi anh Hải vô phụ. Dạ. Rồi dạ, thì nói chung lò, lò chế là lò lu sạc rồi đó. Dạ. Đi về phụ. Dạ. Là chị giờ là chị với anh giờ là nấu nghề. Dạ. Bác giờ nghỉ rồi hả? Nghỉ rồi. Dạ. Hưu. Về hưu rồi. Mấy năm rồi, 7-8 năm vậy. Dạ. Đây là cái thịt này là thịt tươi nha cô chú anh chị. À, heo mổ tại lò nha. Dạ mổ tại Lê Thiêu luôn. Thịt nhìn rất ngon. Dạ. Với tiền nào của đó, chứ còn những cái thịt heo mà đông lạnh thì ăn nó rất là hại ha chị ha. Dạ nó rẻ. Hồi xưa thì heo nó hiếm thì nhập vậy, chứ giờ thấy đồ được cái nước đó người ta nhập luôn. Dạ. 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 Như chị đồ trong nghề chị nhìn chị biết, chứ còn dân thường chắc không ai biết. Không ai biết. Không, dạ. Không biết, có người không biết mà người ta vẫn mua. Dạ. Cái đồ đó dạ nó khác cái chỗ nào chị? Như là cái thịt lạnh đó thì nó trắng nó tái hơn. À thì nó đỏ tươi hơn. Dạ. À nó tái mét nha, xanh lè đó chắc chắc. Dạ còn cái thịt mổ tại à ha, còn đây là thịt này nó tư là nó vậy. Dạ nó đỏ mà nó còn móng như vậy, của người ta thì nên thịt nó thì móng hết. Dạ còn mình đây thì dạng như là còn con móng. Dạ. Mà cái thịt mình là nó đỏ phải không chị? Còn cái thịt của nó là không được đỏ vậy đâu ha. Đúng rồi, dạ. Trắng. Dạ trắng. Đá xanh là, nó còn là do nó lâu phải không? Dạ. Nó cái đóng thùng là thùng á. Thằng chi em nói xương xương ở chợ người ta bán. Xương ở em đi mấy cái chợ khác á thì xương nó tới 7-80.
mà anh đó thương gì có 35 mà 35 mà. Dạ. À, đây nè, xương người ta 90 ngàn nè, 85, 90 ngàn. Dạ. Mà xương đông lạnh thì nó bán em thấy có 30 ngàn, 35. Tiền nào của nấy thôi. Dạ. Cái heo người ta nóng heo ngon mà. Cái này là ở nhà mình mổ luôn anh? Không, không, cái này lấy dạ. lại người ta. À, lấy lại, ở đây người ta mổ đó. Của heo người ta ở đây luôn. Dạ. Ở đây người ta mổ. Dạ. Dạ. Như chị lấy vậy là bao nhiêu cái mà bao nhiêu cái chân là bao nhiêu con hả? Hay là sao? Không, tỷ cho mình là mình chặt bao nhiêu ký thì tính thôi chị đó. Ha dạ. Tỷ như trước 1 cái 15 cái rồi sau cũng mười mấy cái. Dạ. Đây là chợ đêm lá thiêu. Này là những cái gian hàng thịt, thịt heo tươi. Cô chú anh chị mình nhìn nó rất là ngon. Còn khoảng chừng 10 sạp ta bán. Là tối là mấy giờ chị bán? Ở đây là 3 giờ mới ra lấy đồ, giờ này là mới chặt đồ bán mối. Dạ. Bán lẻ 20 thì bán lấy còn mới chặt cho mối vậy đó. Dạ. Giờ này bán mối thôi. Dạ. Bán lẻ thì xíu mới bán 8, 7 cái giờ. Dạ. Chị trụ lại đây là những người mạnh vốn đây. Trụ lại là những người mạnh vốn yếu bất hết hả? Trụ lại đây á, những người mạnh vốn với những người người ta có mối á. Dạ. Còn những người yếu là bất hết. Có mối rồi. Dạ. Dạ. Người ta mua lẻ. Công nhận. Công nhận các người quê bớt rồi. Dạ. Nhà nghề ra. Dạ. Nhà nghề cái ra miếng thịt nhìn nó đẹp đúng không chị? Ghê vậy, dạ ghê vậy hả? Dạ. Đây còn bán ở đây. Dạ. Lâu năm chưa có mối. Dạ. Giờ ở đây còn chừng 10 sạp. Còn chừng 10 đây là chợ thịt Lái Thiêu thì cô chú anh chị mình thấy đa số bà con ta nghỉ hết trơn, ta trụ nổi ta nghỉ hết, chỉ còn lại hơn 10 sạp thịt heo. Đây là thịt heo tươi chợ Lái Thiêu. Cá đó chắc gần nửa ký hơn quá. Ký ừ, ký mấy ghê thiệt. Dạ, cái gì này nó bún riêu bánh canh là hết chỗ chè. Theo tươi. Oh.
Dạ thì vừa rồi mình cũng chia sẻ đến cô chú anh chị cái giá thịt và thịt heo tươi ở chợ đêm Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương. Thì video này đến đây cũng thì cũng xin tạm dừng. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ kênh. Dạ xin chúc cô chú anh chị một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Những cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để xem tiếp những video mới. Mình sẽ cố gắng review chia sẻ đến cô chú anh chị mình khám phá những ngôi chợ mà coi như là độc lạ nhất, đẹp nhất và coi như là sự buôn bán bà con hàng ngày như thế nào. Thì đây cũng xin tạm dừng và hẹn cô chú anh chị mình ở những video tiếp theo nha. Và chào tạm biệt cô chú anh chị ạ.